Ok, hello mọi người, chào mọi người một tuần mới mà chúng ta đã gặp nhau trong một cái tuần hoàn toàn mới mẻ. Cả tuần vừa rồi anh em đã chạy vào kích nổi tay chưa? Có anh em chạy sổ háng thì cứ liên hệ với mình sẽ tài trợ cho em dầu cola. Và trong buổi sáng thứ hai đầu tuần lại tiếp tục chạy với một cái combo khác cũng rất là hấp dẫn luôn. Đó là hai cái sản phẩm hàng made in Japan. Nói chung là hàng chất lượng mà mình giảm giá thì rất là hiếm. Nói chung là chỉ một ngày duy nhất thôi nha. Rồi, đầu tiên thì trong cái combo này sẽ có hai sản phẩm có thể kết hợp với nhau rất là tốt để chúng ta có thể làm được những cái mộng. Đầu tiên đó là sản phẩm, đó là cái cây thước đa năng của hãng Shinhwa. Cái thước này có thể vừa đo góc vuông mà có thể vừa đo góc xéo luôn. Chúng ta đi lấy hàng bãi thì sẽ không bao giờ lấy được cái thước này, tại vì cái thước này nó bằng nhựa ABS. Trong quá trình vận chuyển mà nếu mà hàng bãi nó dập lên dập xuống là liễu yếu đồ tơ là hoa tàn rủ rượi hết, là bể banh chành hết. Chỉ có những cái thước mà bằng sắt thì có thể còn, mà hiếm khi nào nó còn lắm. Những cái thước này nếu mọi người đặt bên Nhật, ok, có thể rẻ hơn Hít là Mộc đang bán. Ok, cứ chạy qua bên Nhật lấy về coi nó có rẻ hay không ha. Tại vì thấy nhiều người so sánh vậy đó, so sánh trên Amazon của Nhật mới ghê chứ. Thì tại sao cái thước nhựa ABS nó lại mắc hơn cái thước bằng nhôm? Mình về hai loại, cái thước bằng nhôm mọi người mua hết trơn rồi, không còn cây nào luôn bằng nhựa này mọi người không mua. Mọi người nói tại vì nó bằng nhựa nó có thể nó dở hơn. Không phải, bằng nhựa là nhựa ABS rất là bền, chửi và đặt rất là cao, mọi người rớt từ trên xuống dưới này nó cũng sẽ không có bị bể nha. Nhưng mà tại sao nó mắc hơn? Tại vì cái nhựa ABS này chúng ta có thể mang lên máy bay, chúng ta có thể di chuyển được. Mọi người cầm kim loại là không thể mang lên máy bay, đem máy bay nó dục luôn là nhịn luôn ha. Đó là tại sao Shinhwa nó sản xuất một số dòng thước như thước cặp bằng nhựa. Mặc dù nó bằng nhựa nhưng độ chính xác nó rất là cao, thì Shinhwa là một hãng chuyên sản xuất về thước, mà thước mà là thước của Nhật nữa chứ. Mà mấy hàng Nhật thì mày biết rồi, cái tinh thần dân tộc, cái sự gọi là chính xác của nó rất là cao luôn. Đó là mọi người, đó là cái thước đầu tiên của chúng ta. Giá cái thước này đang bán là 383.000 nếu mọi người mua lẻ. Rồi, anh em đồng hành của nó trong cái combo này, đó là cái cây đục của hãng KDS. Cây đục này mình đặt riêng, hàng này chỉ có một mình có thôi. Và cái đục này là cái đục 6cm. Cây đục này 6mm, xin lỗi mười, đục 6mm, hàng made in Japan luôn nha. Rồi mọi người coi cận cảnh này để thấy là cái hàng mình nói có sai hay không ha. Đây, made in Japan, nó lấy nét vô cho coi nè. Đó, nhìn cái chữ này thôi là ăn tiền rồi ha. Đó, KDS, hàng mình đặt riêng nha, đục 6mm. Cái đục này thì chúng ta sẽ rất hay xài để làm những cái mộng ha, rất là hay xài luôn. Cái đục này mình đang bán với mức giá là 440.000. Còn đây là cây thước của hãng Shinhwa đang bán với mức giá ở đây là 383.000 thước vuông. Cái thước này chúng ta có thể đo được rất là nhiều cái cách khác nhau, mọi người có thể xem phần hướng dẫn ở đây. Mình ở đây trong cái video ngắn này thì mình không thể nào hướng dẫn một cách chi tiết cho mọi người được. Hàng này thì nó sản xuất ở đâu để cho chúng ta xem. Có ghi không? Made in Japan này nha, đó, ăn tiền lần nữa. Và hai sản phẩm này mọi người cộng lại thì giá của nó là 823.000. Nhưng trong cái combo này chạy ngay đi này thì giá của nó chỉ còn có 750.000 mà thôi. 750.000 cho một cái combo hai cái sản phẩm này, đó là một cây thước và một cây đục. Ok, nếu mọi người có nhu cầu mua hàng thì nhanh chóng địa chỉ 234 Bình Thới, phường 10, quận 11 để mua. Tôi là Vinh. Số điện thoại 02728730768 lần nào nói tới cái này cũng bị nhầm hết, bực bội quá đi. Rồi, xin chào tạm biệt, chúc mọi người có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy hứng khởi. Chạy ngay đi.